Hey! 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 H
những hình ảnh của võ sĩ Nguyễn Thanh Tùng đối đầu với võ sĩ Phạm Tấn Vàng đến từ câu lạc bộ Noah Moy Club tại hạng cân 75kg nam tại giải Kickboxing thành phố Hồ Chí Minh lứa tuổi trẻ và vô địch. Thì anh Nguyễn Thanh Tùng là một kiện tướng quốc gia vừa đạt chiếc huy chương vàng tại giải Moy quốc gia năm 2024 và tiếp tục anh lại đạt thêm tấm huy chương vàng tại giải Kickboxing năm nay. Thì tất nhiên trận đấu của hai người, một người là phải gọi là một võ sĩ rất là lão làng và kỳ cựu, còn một người gọi là một võ sĩ mà phải nói là trẻ mà cũng có lối đánh cũng khá là tốt mặc dù chưa có dày đặn kinh nghiệm. Thì theo đánh giá cá nhân của mình á, thì qua trận đấu này thì anh Nguyễn Thanh Tùng là như mọi người cũng đã biết là một võ sĩ phải nói là có một lối đánh khá là chắc chắn cũng như là đòn mà phải nói là bo rất là nặng và có một gọi là chiến lược phải nói là tính toán rất là kỹ lưỡng. Còn đối với bạn Tấn Vàng á, thì thực sự là qua cái trận đấu này thì mình cảm thấy là bạn còn nhát đòn. Nhưng mà mình nghĩ là trận đấu này khi mà bạn gặp đối đầu với bạn đối với anh Thanh Tùng thì sẽ là bạn sẽ có được thêm nhiều kinh nghiệm cũng như là đây là một trận đấu mà để cho bạn cọ sát với lứa tuổi vô địch để sau này là bạn sẽ có thêm nhiều cái tính toán cũng như là những cái chiến thuật cho những cái trận đấu của mình sau những mùa giải khác. Và theo cá nhân mình đánh giá giải đấu Kickboxing năm nay thì cũng gọi là quy tụ cũng khá là nhiều võ sĩ và trong đó có những võ sĩ gọi là không có kiểu là thuần về Kickboxing mà lại có thuần về những bộ môn khác giống như là Muay Thái hoặc là Boxing đều chuyển qua để tham gia thi đấu giải Kickboxing năm nay nhưng mà họ vẫn đạt được những vị trí cao. Bên cạnh đó còn có sự thi đấu của các búp măng non của các võ sĩ khá nổi tiếng như là học trò của võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất, Lê Hoàng Đức, anh Nguyễn Thành Trung, v.v. cũng đã xuất sắc giành được những thứ hạng cao cũng như là những tấm huy chương trong hạng cân của mình. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi hết chiếc clip này của Sao Thể Thao. Và mọi người nếu muốn cập nhật những tin tức thể thao một cách nhanh chóng và chính xác thì mọi người có thể follow kênh Sao Thể Thao qua hai nền tảng, đó chính là YouTube và TikTok. Và xin chào và hẹn gặp lại.